À, vâng à, xin chào các anh chị và các bạn à, trong video bài học này à, trong cái phần à, Google Ads à, căn bản và cập nhật năm 2019 thì à, phan anh xin được à, hướng dẫn các anh chị và các bạn à, các cái video bài học mới à, video bài học này là video bài học mà nằm trong cái series khóa học là Google Ads à, tìm kiếm Google Ads hiển thị à, trước hết là tôi muốn cập nhật với các anh chị một số thứ như sau thứ nhất là cái tên Google Ads bây giờ là tên chính thức của Google. Trước đây Google gọi nó là Google AdWords nhưng à, từ kể từ cuối 2018 thì Google đã chính thức đổi tên dịch vụ quảng cáo của mình là Google Ads để cho nó có tính chất bao trùm hơn. Bởi vì AdWords có nghĩa là tìm kiếm từ khóa mà hiện nay hệ thống quảng cáo của Google là gồm có cả quảng cáo trên YouTube bằng video quảng cáo à, trên cái hệ thống GDN là cái hệ thống quảng cáo hiển thị, à, cho nên Google đã đổi tên thành Google Ads. Vì vậy à, toàn bộ các cái video quay mới của tôi trong video bài học này trở đi thì à, sẽ sử dụng cái thuật ngữ chính thức là thuật ngữ Google Ads à, cho nó chuẩn và cập nhật. Các anh chị hiểu chưa ạ? Vâng. Và, và cái khóa học của chúng ta sẽ là cái khóa học mà Google Ads căn bản chứ không phải là Google AdWords căn bản nữa. Tất nhiên vẫn có một số những cái bài Học video cũ vẫn sử dụng được Thì tôi vẫn để lại Còn cái video này thì tôi quay vào tháng 4 năm 2019 Là mới nhất cho các anh chị và các bạn để Các anh chị và các bạn có thể nhìn thấy Đây là cái giao diện của Google Ads Cũng rất là mới à, Đấy là lý do vì sao mà tôi phải quay video cập nhật lại Là vì thế à, Bài học này thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị Cái phần menu các công cụ của à, Google Ads Đấy các anh chị có thể nhìn thấy Nó cũng gồm có 5 cái cột như thế này à, Lập kế hoạch trong đó là có công cụ lập kế hoạch từ khóa xem trước và chuẩn đoán quảng cáo à, có thư viện đã chia sẻ thì gồm có là à, trình quản lý đối tượng chiến lược giá thầu danh sách từ khóa phủ định à, ngân sách được chia sẻ và danh sách loại trừ vị trí à, cái này hành động hàng loạt tức là cho phép chúng ta có thể tạo ra à, những cái chiến dịch một cách rất là nhanh à, đó và chúng ta cũng tạo ra quy tắc à, cái này trong Facebook nó cũng có à, tức là tạo ra các quy tắc là nó sẽ À, tắt nó sẽ bật cái quảng cáo của mình như thế nào đúng không ạ tải video à, chúng ta cũng có đo lường đo lường chuyển đổi à, Google Analytics tức là cái này thì chúng ta đã à, hướng dẫn à, tích hợp vào website rồi à, phân bổ tìm kiếm và cái mục cài đặt thì chúng ta có lập hóa đơn thanh toán dữ liệu truy cập tài khoản tài khoản liên kết thì chọn và GMC tức là Google Merchant Center thì đây là đây là cái menu mới của Google Ads năm 2019 được chưa ạ? Dạ. Vâng. Thế thì uh, tôi cũng xin phép giới thiệu nhanh một số những cái công cụ này. Uh, sau đó thì tôi sẽ đi vào từng cái uh, video bài học cụ thể. Vâng, đó, chúng ta thấy rằng là à, đây là cái giao diện chào mừng à, công cụ lập kế hoạch từ khóa tốt hơn, thì tôi có sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn cho các anh chị rồi, thì tôi sẽ update lại cho các anh chị, đúng không ạ? À, chúng ta có thể tìm từ khóa hoặc là nhận định thông tin dự đoán, đấy ví dụ như là chúng ta sẽ nhập cái từ là à, học Google Ads, đúng không ạ? À, trước đây là học Google Ads thì bây giờ đều là học Google Ads hết, đấy, để chúng ta tìm. Thì nó cũng sẽ ra các cái từ khóa Rồi số lượng, tần suất như này như kia Đúng không? Tương tự như vậy Các bạn có thể xem vào công cụ xem trước Và chuẩn đoán từ khóa Thì cái này là chúng ta phải có Chúng ta phải nhập dữ liệu tìm kiếm vào Thì chúng ta sẽ xem Đúng không ạ? Vâng à, Thì nó sẽ chuẩn đoán cho chúng ta Như thế nào, như thế nào, vân vân Đấy À, ok Cái này là phần xem trước quảng cáo thôi Cái à, quần trình quản lý đối tượng đúng không ạ thì chúng ta cũng có thể là làm remarketing, tạo các đối tượng tùy chỉnh giống như trong Facebook thì đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay à, của Google AdWords. Vâng. Và... Ok. Tương tự như thế thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm một số những cái phần à, liên quan đến các phần cài đặt, ví dụ như lập hóa đơn, à, dữ liệu doanh nghiệp, truy cập tài khoản hay là các cái tùy chọn khác nếu có thì các bạn à, à nghiên cứu thêm trong cái phần à liên quan đến phần công cụ của Google Ads phiên bản mới giao diện mới. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem các phần báo cáo đúng không ạ? Thì cái này trong cái phần trước thì chúng ta cũng đã có rồi. À chúng ta có rất nhiều các loại báo cáo đúng không ạ? Như là báo cáo cơ bản, báo cáo thời gian báo cáo chuyển đổi báo cáo nhãn báo cáo địa điểm các tiện ích mở rộng hiển thị hoặc video các cái báo cáo khác đấy thì chúng ta khi mà chúng ta chạy chiến dịch thì chúng ta sẽ xem và chúng ta đọc các cái báo cáo này à, chúng ta sẽ quay về cái giao diện gốc một chút thì ở đây thì chúng ta thấy là có những cái từ khóa nó chạy như thế này chương trình như thế này tất nhiên là tôi làm mẫu để chúng ta xem thôi đúng không ạ chúng ta có quyền chỉnh sửa, đấy hoặc là chúng ta sẽ xem các cái menu ở bên tay trái chiến dịch nhóm quảng cáo tiện ích video trang đích từ khóa vân vân à, rất là dễ truy cập, được chưa ạ hoặc là chúng ta cũng có thể xem à, từng ngày từng ngày như thế nào thống kê chiến dịch của chúng ta thì đây là cái phần giao diện của Google Ads 2019 thì tôi xin phép được giới thiệu một cách cơ bản sơ lược à, cho tất cả các anh chị và các bạn cùng xem và cùng cập nhật, được chưa ạ Vâng, đây trong phần tùy chọn là chúng ta có thể thiết lập lại những cái thông tin nếu mà chúng ta muốn tùy chỉnh. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này, một cái video rất là căn bản thôi, cập nhật những cái tính năng mới, cái giao diện mới để cho các anh chị và các bạn hiểu rằng là tại sao bây giờ nó lại như thế. Ok, một lần nữa Phan Anh xin được cảm ơn các anh chị và các bạn.